trời cứu không Đó. ạ? Đúng không? Tức là gì? Mình phải tự lắp năng lượng mặt trời mình sống thôi. Chứ bây giờ mẹ phụ thuộc chúng nó thì... Ông Trần Đình Long, tức là Trần Đình Long, mình là Trần Long. Trần Đình Long bây giờ thì cũng không thể đứng ở nước mấy trong nước rồi. Đúng rồi, ông ấy bây giờ bị rơi khỏi cái danh mục người giàu nhất rồi đấy. Cái cơ cấu bây giờ các ông lại có tóm lại là các ông kiểu đa hệ nhiều quá. Nhưng mà tập trung thì cũng là chết, bởi vì rủi ro. Tập trung thì đúng rồi, bây giờ cái gọi là cái cơ chế thị trường, ví dụ ông làm một mảng cũng được, Cũng ông chuyên chết. nội thất cũng được, ông cũng cả chuyên sắt thép, cả xây dựng, cả bên khoáng sản, bất động sản nữa. Vừa rồi Hòa Phát chả dính quả cái máy lọc nước à? Và Máy lọc nước xong làm ăn thất bại gì? Đúng không? nói chung là còn thua, Máy ông lọc nước không ăn thua. Đúng may vớt vát lại thằng điều hòa ấy nhỉ, rồi, Funiki à? cái Nói chung đầu cái tư tưởng là gì? Lúc nào một công ty lớn cũng phải là ở dạng khởi nghiệp, tức là cái tư tưởng là tinh thần phải khởi nghiệp, chứ còn nếu mà cứ nghĩ là người ta đây giỏi rồi khó, đúng không? cho nên là đầu tiên là xây bên xây dựng kiếm được, nhưng mà vẫn không bằng nội thất đấy, được thời gian ấy thì kiếm được ấy thì bắt đầu lại chuyển sang các mảng khác. Hòa Phát được cái là nó tiện, tức là đồ đạc nó lắp ghép hết nha. Bên mình là đang thiết kế những cái bộ lắp ghép này là, cho dàn rau đấy. Nói chung đúng là đúng như ông nói là may mà bên mình còn giật dẹo được một số mảng này. Chứ nếu không thì đi lâu rồi. Đi. Phá sản lâu rồi. Nhưng mà nếu mà lúc khó khăn này mà trụ qua được thì lúc kinh tế phát triển lại ngon. Thì coi như là mình được cái nền tảng cũ rồi, qua được cái lúc thì nền tảng cũ nó ok, chỉ sợ thôi không vượt được chứ. Đúng là nhiều doanh nghiệp người ta bảo là ngựa hay về đường dài, đúng không? Đường dài biết ngựa hay. Con nào tốt, con nào không tốt. Thì cái khó khăn nó sẽ thanh lọc hết. Thằng nào mà kém cỏi đi xuống làm nhân viên, đúng không? Đi kiểu làm thuê cho người khác đấy, ví dụ thế. Còn ông nào ấy thì lại lên làm chủ, đúng không? Chung là ai làm thuê ai đấy, nhưng mà có Thì cái đúng là đúng là anh làm thuê ai, nhưng mà ý là mình sẽ có cái qua cái thanh lọc, ví dụ các ông khó khăn mỗi người có một cái lao động riêng. đấy, tức là ông sẽ ví dụ như kể cả ông đang đi làm như này nhưng mà ông vẫn có nghề khác chứ, đúng không? Ví dụ như có những ông thì vừa làm vừa chạy xe ôm, vừa điều hành một cái nhà hàng, đúng không? Mình biết có cái bà mà giúp gọi lao công ở trong siêu thị Mega Market đấy, bà ấy có mấy cái nhà cho thuê cơ mà, Thì đấy, người ta vẫn đi làm, người ta vẫn đi làm nhưng đấy, mà người bởi vì nếu không thì người ta sẽ ta bị trì trệ hoặc là người ta sẽ suy thoái, đúng không? chứ không phải người ta cũng bảo vệ tôi cho thuê một tháng tôi có đây tiền tôi không muốn làm nữa. Được đấy, có những người người ta thấy còn Mà người có ta những vẫn đi làm thuê vệ sinh, ô sin đấy, chứ không đấy phải là bảo mẹ tôi là bà chủ, khoe là tôi là bà chủ mấy đúng căn biệt thự mấy. thế cho nên là đấy là người ta ví dụ như ông Trần Đình Long biết là làm thép thì có lãi đấy, nhưng mà đúng không, ông phải đề phòng những lúc khó khăn như này, đúng không? Đấy là thép là coi như là buôn tận gốc bán tận ngon. Không, hình như vẫn có một số cái nguyên liệu vẫn là nhập Trung Quốc hay sao, Cái một số cái hóa chất ấy hay là một hóa số chất cái thì vẫn loại. đấy, nhưng mà ý em là bây giờ ví dụ như sắt thì bắt đầu nó khai thác từ quặng đúng không? Đúng Thì rồi. ông mẹ lên tận Thái Nguyên với ông khoáng sản đấy, ông chơi từ đấy rồi gì nữa. Thì đúng, nhưng mà vấn đề là có một số cái quặng theo mình hiểu ấy là nó vẫn chưa thể tự sản xuất được hay chưa thể khai thác được chẳng hạn. Nó là nằm một trong thành phần rất quan trọng của thép ấy. Cái này nó lệch lệch nhỉ. Cái gì anh? Cái này nó cao hơn cái này à? Không không, tí à thế. Mặt kít con veo. Bởi vì cái gì cái nó có cái
người mỗi nghề khác của nó. Thế cho nên nó phải tức là thực ra thì Hòa Phát là qua một quá trình nó rất phức tạp, không ạ? Một quá trình nó rất phức tạp thì nó mới ra được cái sản phẩm. Thế thì ông mới có lãi chứ, đúng không? Chứ còn đùng một phát lại có ngày thì không ai đi buôn được. Thật. Thực tế sau này như anh còn trồng rau đây, anh không cần phải nghiên cứu như thế là vứt hạt xuống là tốt rồi, đúng không? À không, mình về mình về mình có nền tảng là mình sản xuất phân bón ấy, tốt đấy chứ. Ý là đang bảo ví dụ ai cũng dễ kiểu như thế thì có phải. Thực ra cái ngành rau này thì nó hơn nhau ở chỗ là nó là cái tâm thôi, đúng không? Thì còn ai cũng trồng được, người ta có thể bón hóa chất và nó cũng lên, đúng không? Nhưng mà để mà dân nó tin được cái điều cái tâm đấy thì nó rất là lâu. Đúng rồi. Đấy, tức là mình phải có một quá trình xây dựng thương hiệu lâu dài, không ạ? Không phải đùng phát thì nếu không thì thế thì người ta đi giàu hết rồi. Chuyển ngành với nhau hết. Người ta chuyển ngành thành là bán rau hết rồi, đúng không? Cái quan trọng thứ hai nữa là có rất nhiều người bán rau. Nhưng mà khi qua những cái lần khó khăn này nó thanh lọc bớt đi, đúng không? Đấy, thì ai trụ được hay không trụ được, nó không chỉ là vấn đề là anh nổi tiếng hay không. Có những thằng nổi tiếng vẫn phá sản như thường, đúng không? Có những thằng nó không nói gì thì nó là cuối cùng nó lại là thằng chiến thắng, đúng không? À, mình phải luôn luôn là nhìn thẳng vào sự thật, ông ạ. Không ai nói hay được. Đúng rồi. Nhìn thẳng vào sự thật đấy, mình là ai, mình ở đâu vậy? Đấy, trong hiện tại đấy, và mỗi một ngày phải nỗ lực phấn đấu tiến lên, đúng không? Nỗ lực phấn đấu tiến lên thì mới được, chứ còn nếu không nó có cái tủ đỏ ấy, cánh đỏ ấy, trông rất là hay, rất là đẹp, nhưng mà mình thấy nó đắt hơn thôi. Cái tủ đấy nó gọi là sơn màu. Nó chỉ sơn thôi đúng không? Chứ nó không khác mấy. Thực tế là mình thích màu mình và mình mua mẹ màu sơn, tự dưng cái giá thành nó đội ra. Tức là nó vẫn là cái tủ sắt. Đấy, vẫn là cái tủ sắt, nhưng chả qua là cái anh này là màu ghi. Rồi. Còn cái anh kia anh màu trắng đỏ hoặc là trắng xanh. Đấy. Chả qua bây giờ nó chỉ thêm mỗi cái màu mè đấy, nó lại lấy anh đắt hơn tận mấy trăm. Cái tủ này có dễ bị phá không? Không, phá gì anh? Đục phá, ăn trộm ăn cắp có dễ không? À, nếu ăn trộm ăn cắp thì kể cả két của anh nó vẫn làm thịt được. Nói gọi ăn trộm ăn cắp. Cái mức két anh ở anh tính đấy, nó cứ lấy cái máy khò nhiệt ở đấy, nó khò cho anh một lúc. Xem các phim của nước ngoài ấy nhỉ? À, phim thực tế Việt Nam mình có. Thì có phải không? Lệch. Cho nên là có làm mọi anh đó đây chống mình ngay thôi. Ừ, chống mình ngay, ai chống được kẻ gian. Gọi là câu giờ tí thôi nhá. Để có người nhà về. Anh bảo thôi đây cho chú cái xác này đấy, mẹ thử thời gian bao nhiêu phút mà cậy được, mẹ xong trước cái thời gian đấy thì chú có bao nhiêu đồ trong đấy cho lấy hết xung phong ngay. Bởi vì tiền không phải mất, vừa lại được tiền đấy. Không, sau này mình sẽ tổ chức những cái trò như thế. Đấy, đang cho nhưng mà đấy phải trong cái thời gian quy định. Thì đấy. Nếu mà gọi vượt quá cái thời gian quy định thì là coi như là thua ở thế thôi. Thì bây giờ cái môn thi của học sinh thế mà. Nó giới hạn thời gian đấy, ai mà làm kịp thì có những thằng làm lâu thì nó vẫn ra đúng không? Làm ngày có khi nó vẫn ra đúng kết quả, nhưng có những thằng làm 60 phút thôi. Thì nó thắng. Có cái gì đâu mà. Thì trong vòng 60 phút nhưng mà mẹ làm ấy toàn mẹ bao nhiêu ấy.